Xin chào các bác ạ. Hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2019, shop hàng Nhật nội địa này lên sóng tiếp với các bác một cái chiếc máy rửa bát vừa về tối hôm qua. Đây là cái con TR1 vừa về tối hôm qua các bác nhé. Phải nói là con này cực kỳ là chất luôn, máy siêu chất, cực đẹp ạ. Khi lên sóng cái thì bác một bác khách quen là bác Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác khách quen này đã ủng hộ cho shop hàng Nhật nội địa rất là nhiều mặt hàng. Tất cả các mặt hàng mà bác chọn đều là những cái mặt hàng cực đẹp. Đây tổng thể cho các bác xem vòng quanh chiếc máy này. Cảm ơn bác Hùng nhé, bác Hùng quận 9. Đây em test cái chiếc máy này cho bác Hùng ở quận 9, Hồ Chí Minh. Bác đã chốt cái chiếc máy này tối ngày hôm qua. Bác rất thích những cái chiếc máy nào mà nó hình thức nó đẹp. Con này là con TR1 mà phải nói là còn đẹp hơn tất cả những cái con mà TR6, TR7. Đương nhiên về nói về hình thức nó không bị móc méo thôi nhé, hình thức rất là đẹp. Con này gọi là hàng siêu hiếm, hàng hiếm trong dòng máy rửa bát TR1 đến bây giờ mà còn đẹp như thế này. Đấy, các bác nhìn từ TR1 cho đến TR7 không hề khác gì nhau đúng không ạ? Giống nhau ý hệt kiểu dáng, chỉ có chăng là khác mỗi một vài cái hình dáng màu mè bên này thôi. Và đây là bên trong cái chiếc máy này, qua em đã mở ra rồi, bên trong rất là đẹp, cực là mới. Đây ạ. Em test cái chiếc máy này rửa để các bác nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút ạ. Để luôn cả ống chiếc máy rửa cho nó sạch sẽ. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bác Hùng quận 9 Hồ Chí Minh yêu cầu là test chiếc máy này để cho bác nó lấy. Đấy, ngày hôm nay em đã test cái chiếc máy này. Máy chạy cực ổn định các bác nhé, không phải lo lắng gì về vấn đề là chất lượng cả. Tất cả các cái máy mà khi em bán ra em đều phải test rất cẩn thận để phải rửa hết chu trình của nó. Vì khi mình bán mình gửi đi xa có vấn đề gì thì nó rất là mất thời gian cho cả hai bên, tiền cước vận chuyển rồi là thế này thế nọ, nó rất là nhiều thứ vấn đề. Này, con máy này phải nói là cực đẹp, em cũng nhìn con máy này cũng rất là mê. Đây là một mà lại cực đẹp. Bác Hùng chốt con máy này quá hợp lý luôn, giá thì rẻ hơn con TR7 tận 8, con này là 5 triệu, TR7 là 8,2 triệu, rẻ hơn được 3,2 triệu mà không thua kém một cái gì. Thậm chí nhìn hình thức, nói thật với các bác, con này em nhìn còn đẹp, quá đẹp luôn. Đây là một này, sản xuất năm 2010 này. Các bác nhìn chưa, vỏ nó hiếm con nào mà đẹp như này được. Quá đẹp. Đây các bác nghe tiếng nó đang rửa nhé. Đây các bác Hùng nhá, test cho bác cái chiếc máy TR1 chạy ok bác nhá. Này mở thêm bác lần nữa. Đây, nước nóng bác nhìn chưa, máy nước nóng bốc hơi nghi ngút. Các bác nhìn nó rửa nó phun thế này là bảo sao máy không sạch, cực sạch luôn ạ. Đấy, quá sạch luôn, chứ các bác không phải lo lắng về vấn đề. Người Nhật họ làm thì các bác không phải lo lắng ạ. Người Việt Nam mình thì không phải lo lắng về vấn đề người Nhật. Người Nhật họ làm luôn có cái tâm, mà có những cái gì mà tốt nhất thì họ làm. Vì những cái chiếc máy này là những chiếc máy nội địa, họ làm phục vụ cho cái người của họ dùng. Ở đất nước Nhật tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Xin là ai mà cái bất kể một cái sản phẩm nào làm ra mà không tốt thì đều sẽ bị loại khỏi thị trường. Đấy. Cho nên tất cả các sản phẩm đều phải tốt, phải đủ tiêu chuẩn. Chứ các bác bảo Nhật nó sản xuất ra các cái máy này hàng triệu chiếc mà lại bảo rồi không sạch thì làm sao mà sản xuất ra được? Cái người Nhật rồi họ xuất toàn thế giới, có phải là mình Việt Nam mình dùng đâu? Xin các bác nào mà còn lo lắng về vấn đề là máy rửa bát có sạch hay không thì khuyên các bác là nên loại bỏ cái vấn đề đấy trong suy nghĩ. Nên loại bỏ. Đã là làm ra một chiếc máy là phải sạch. Vậy nha các bác nha, cảm ơn các bác. Các bác nhớ theo dõi kênh YouTube để giúp shop hàng Nhật nội địa ngày càng nhiều người biết đến nha. Cảm ơn các bác.